cắm đèn lấy chép ăn. Hả? Chép ăn. Xem như con cái con kia đâu nhỉ? Cái con này ngon nhất này. Sướng chưa? Vàng này nhờ. Ờ. À, đấy. Đấy chụp ảnh đi đây. Đấy, nhìn chưa đấy. Như này là phải xứng đáng có ảnh này. Đổ nó ra không nhặt. Ờ, đổ nó ra mà nhặt mà. Ở cái búng này không chạy đâu được đâu. Thôi, nhảy về đi. Không, ra gì được, không đi được. Đổ ra đi. Đổ dần ra chứ. Miền quê Đông Bắc thân mến chào toàn thể các cụ trong hội đam mê câu cá. À, hôm nay miền quê Đông Bắc đã đến tại đến đây chia tay rồi cả chưa? À, để mà review một ổ mồi siêu quấn và đang hiện đang phá vỡ kỷ lục câu cá tại hội đam mê. Nó chỉ nhịn nhanh mà nhịn. À, đó là cụ Đào đến từ Hà Giang. Cụ đã bẻ được rất nhiều tật răng của chủ hồ luôn. Cá ăn như lợn là có thật nha các cụ nhé. Và các cụ đừng rời khỏi màn hình và nhớ theo dõi video đoạn sau mình sẽ review tất cả những gì từ giật cá, đóng cá cho đến thu cá mang về nhé. Dĩ nhiên là mình sẽ không quay được hết, các cụ thông cảm. Vâng, và đúng như sau khi thả cá sau một ngày thì cá đi ăn như lợn luôn. Và hôm nay là mới là ngày đầu tiên sau khi thả cá thì cá đã đi ăn rất là mạnh rồi. Và cụ Đào thì đã ngồi tại một cái ổ rất là huyền thoại ngay bụi tre. Đây, và các cụ có thể thấy là bắt đầu có cá rồi. Và quý vị nhớ đăng ký tặng cho miền quê Đông Bắc một lần đăng ký nha, hoàn toàn miễn phí. Để cụ có thể theo dõi rất nhiều video câu cá mà sắp tới. Ô, con này, con này, ôi giời, mới tinh nhiều. Mời quý vị toàn thể. Con này hôm qua vừa xuống. Cụ có thể đón xem video. Mới đây này, nhìn này. Hôm qua vừa thả luôn. Đó gì, hôm qua toàn đỏ thế này luôn. Cá mới đéo đỏ thế nhỉ? Đỏ chứ. Hôm qua thả mới tinh luôn. Này, phải nói là vẫn là con thứ 7 là được. Đấy, được con. Đúng cá. Được con thứ 7. Cá đực. Ừ. Còn thành nhiệm vụ. Làm con nữa. Hả? Chưa về đâu. 15 phút nữa rồi. Rồi thoải mái mà. Con thứ 7 chưa? Ôi, nhưng mà phao đâu? Kìa. Tối hôm qua lạnh hơn chú ạ. Dạ. Anh tham thế. Chăm nhìn làm mấy gần 10 con cá của họ chết rồi. Mẹ, thế là cá mới thôi à? Cá mới nó thả đón thế hả? Ừ. Thế là cá mới thôi. Không vào cá. Quấn mà. Quấn rồi. Bằng đây. Thôi được rồi chú ạ. Thế rồi, chú đang bảo thu cần mà. Cháu rồi, xuống nhá. Xuống đi. Đồ chú đúng là thật, cháu chưa thấy bao giờ. Đấy. Em mà đéo hiểu là anh đang câu cái gì đấy. Nhưng là cá ăn như lợn là có thật đấy, chứ không phải là họ nói chơi đâu. Giật chơi cũng có quà là chưa thấy thật đấy. Đấy. Con này to đấy. Con này á? Đấy, đến. Đẹp như tranh vẽ luôn. Ừ. Nó vào cái... Con này là của đợt trước. Thả của đợt trước. Và mỗi một răng đẹp. Và mỗi lưỡi đủ chết. Con này sấp ra rồi đấy. Còn lâu. Còn ra đâu, bám thế. Vào cái khe đấy còn lâu mới ra. Đúng, cứng. Này to chứ, phải bé được. To mà. Rồi chép đấy, chép cũ đấy. Ừ. Nhiều cái đấy nhỉ? Ừ. Tạ là được. 60 cân.
Cá ăn như lợn là có thật nha các cụ nhá. Một ổ này quấn liên tục luôn. Lên mấy chục con. Thôi, 8 con là về rồi bố ạ. Chú Bằng. Dạ. Chú bảo cái lưỡi này lưỡi đẻo á. Lưỡi đẻo mà tan xiên cá. Yeah. Tan xiên cá. 8 con cá. Sợ thật. Một buổi 8 con à? Buổi chất. Gì? Có 2 giờ, 3 giờ nữa. À, một cá cứ ăn à, nửa cá chứ. Nửa cá bây giờ là tính nửa cá rồi. Còn nữa nếu còn ngồi nữa thì còn làm nữa. À, ngồi nữa thì chắc chắn phải ăn nữa rồi. Đi đây đây. Ừ, đúng rồi, đẩy đi cho ấy. Cái này không nhấc được, nhấc này bung túi mất. Anh đẩy, ông đẩy đi. Đấy, anh cầm cái kia kéo thôi. Kéo ra bờ. Không. Mẹ lại xuống đấy này tắm luôn thì ngại lắm. Có biết bơi giáo rồi tắm. Để anh em không đi câu được, họ ngắm tí. Cái bóng nó buộc đây. Đây, buộc. À, trước này hay chạy dù đúng không chạy. Được. Đánh lên xe á. Lên xe cho lên mẹ lên ổ đấy. Đấy, còn này mình thoải mái mình ngắm cá mà các bác bắt vào rồi. Các bác bắt vào túi kia là mình thoải mái, mình ngắm thoải mái. Nói chung là hôm nay mới có người phá kỷ lục ở hồ này thật. Nếu hôm nay mới có ông Đào ấy. Không phá kỷ lục từ trước giờ chưa ai câu hồ này. Đấy. Kéo vào mà. Giờ phải hai người hộ nhau bắt hết rồi vào đi, không có đâu là lấy cái thùng kia. Khiêng được ra cầm cái lưng túi kia cho mà hát lên trên bờ kia được. Này mày nâng cái này sang đấy, nâng cái đuôi sang đấy. Nhiều đấy nhỉ. 50 cân là có thừa. Tầm đấy. Tầm này á. Anh ơi hộ em tay cùng. Giờ nè. Ra cầm đèn lấy chép ăn. Hả? Chép ăn. Xem như con cái con kia đâu nhỉ, cái con này ngon nhất này. Sướng chưa? Vàng này nhỉ. Ờ. À, đấy. Đấy chú ảnh đây đây. Như này là phải xứng đáng có ảnh này. Đổ nó ra mà nhặt mà. Ở cái búng này không chạy đâu được đâu. Thôi nhảy ra đi. Không, ra đi được, không đi được. Đổ ra đi. Đổ ra ra cho nó ra. Không cứ đổ ra đi anh như hôm nọ ấy. Bọn em ông đào nhặt nó rồi đấy. Hai con rồi. Hai được đếm luôn. Cho đếm cho mọi người biết luôn là bao nhiêu. Ba. Bốn. Cái này mang xe con đi chở chứ. Có à. Năm. Ôi. Phải một cái bì kia nữa mới đựng hết được. Cái này. À, tốc vào một bao được hết mà đúng không? Chết rồi, về nhà là chết. Chết mà, về nhà không sao chịu nổi. Không chịu nổi. Nếu mà có cái bình oxy ấy, bóp bơm nó vào là... Đồn sau nó phát. Đâu. Hơn đấy chú. Ấy ôi mà mày ơi, mình ướt hết tao rồi. Cảm ơn mày ơi, mày bắt cẩn thận đi. Đèn thì rất thích, đèn đèn rất ngon. Hai tô, hai đao, hai đao. Người này chết chắc, chết hết. Chết đâu rồi. Đéo là nó chả chết. Nuôi đéo luôn. Thật, cứ thế cho Tống vào bao đi là. Ui, cái gì phải bao đây.
chủ yếu là nó không dây ra xé là được rồi. Tao vượt hết rồi, trứng ngày mai tay ngòm. Không biết tí, không biết đi một cái khác mà mặc à. Đồ điên. Năm mươi cân hết thì lồn được. 50 cân hết sao được? Không hết được. Ba anh em mình khiêng đã thấy không lê người đi rồi. Cá mùa đông này nó chắc, nó kiểu nó tích mỡ béo. Chắc. Ui dồi ôi, sống đây một vào. Thế, rồi.